Mình chào bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay rất là vui xin giới thiệu với các bạn một cái chế phẩm này. Đây là cái chế phẩm dành cho cái việc chúng ta sẽ diệt con muỗi, các loại kiến ba khoang, gián, ruồi, rồi bọ chét. Đặc biệt là diệt cái con mạt, cái con bọ mạt trên chim, trên gà và trong chuồng chúng ta nuôi chim. Đặc biệt cái con bọ mạt thì rất là khó diệt nhé. Mình đã sử dụng cái han tốc nhưng mà hiệu quả nó không triệt để, cho nên hôm nay giới thiệu với các bạn là cái chế phẩm này. Cái chế phẩm này thì các bạn có thể dùng một gói này. Một gói này nó có cái dung tích là 5ml. Các bạn pha với 1 lít nước, sau đó các bạn xịt lên tường được khoảng độ 20m². Đây các bạn lấy cái bình này, lấy cái bình này chúng ta xịt này. Thì một cái gói chế phẩm này chúng ta sẽ pha với 1 lít nước nha các bạn nhé, phun được 20m² đấy. Thì nó có tác dụng là chống muỗi, chống gián, chống kiến, đặc biệt là những cái loại kiến nguy hiểm như kiến ba khoang khoảng độ 4 đến 6 tháng nha các bạn nhé. Rất là hiệu quả luôn, phun ngấm đều vào tường hoặc là chúng ta có thể ngâm màn mùng để chống muỗi. Cái sản phẩm này thì được công nhận của Bộ Y tế, cho nên là nó rất là an toàn nhé. Đây các bạn nhìn này, chế phẩm diệt côn trùng, gia dụng và y tế. Đấy, rất là an toàn. Cái gói này thì nó cũng giá nó cũng khá là rẻ thôi, mua trên Shopee nó khá là rẻ thôi. Các bạn có thể lên Shopee các bạn gõ cái tên này, Fendona này. Đấy, gõ cái tên này thì các bạn sẽ tìm được cái thông tin của cái sản phẩm này. Ở đây thì mình sử dụng để diệt cái con chủ yếu mình để diệt cái con mạt ở trên gà trong cái chuồng AV của mình. Thì cũng chia sẻ với các bạn này. Ngoài ra các bạn có thể kết hợp với cái thuốc trừ sâu phun dành để diệt trĩ, diệt dày nâu ấy thì nó sẽ tăng hiệu quả rất nhiều. Tuy nhiên để tránh cái vấn đề nó quá độc hại thì mình sẽ sử dụng một cái loại này thôi. Đấy. Một cái loại này thôi đã đảm bảo, quá đảm bảo rồi nhá các bạn nhé. Đấy. Khi mà các bạn sử dụng thì các bạn lưu ý là đeo khẩu trang và đeo găng tay vào để sử dụng. Đây. Đây các bạn nhìn này. Đấy nhá, chia sẻ với các bạn này. Các bạn hãy phun đều trên bề mặt nhé. Nếu mà chúng ta nuôi gà ấy thì thân con gà, gà trọi chẳng hạn, nó có nhiều bọ mạt thì chúng ta sẽ xịt vào cái người của nó và xịt toàn bộ cái khu chuồng trại, cả tường, cái nơi mà nó đang sống, chúng ta xịt đều, xịt đều là nó sẽ chết hết mạt nhé các bạn nhé. Và đây các bạn nhìn những cái hình này, nó chủ trị là con muỗi này, gián này, kiến ba khoang này, kiến ba khoang đây này, rồi những con bọ chét này, những con ruồi này. Đấy, trị rất là nhiều cái loại côn trùng, những loại côn trùng có hại cho cuộc sống của chúng ta. Đó, thì đây là cái hướng dẫn sử dụng này. Đây, các bạn có thể tạm dừng video để các bạn đọc nhé. Đây, tạm dừng video các bạn đọc cái hướng dẫn sử dụng đây. Thì cái mặt hàng này các bạn có thể lên Shopee mua nhé, rất là nhiều. Cái, những cái sản phẩm mà diệt muỗi rồi bây giờ thì rất là nhiều, bán rất là nhiều trên thị trường. Tuy nhiên là không phải sản phẩm nào nó cũng tốt mà không phải sản phẩm nào nó cũng sử dụng nó cũng được lâu. Đây là một trong những sản phẩm sử dụng mà mình thấy là nó có cái tác dụng bảo vệ chống muỗi khá là lâu, được 4 đến 6 tháng nha các bạn nhé. Các bạn cứ phun ngấm đều vào tường ấy, một gói này 1 lít nước phun 20m². Đấy là ok luôn, rất là an toàn luôn nha các bạn nhé. Vâng, cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip và hy vọng là các bạn sẽ đăng ký clip và nhấn thích kênh YouTube của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.